Vâng, mời các bác cùng thưởng thức giọng hát của chị Tuyết nào. Ta bảo tình trong chân. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thăm bao nơi xưa, vui một mùa anh đơn. Vâng, em xin chào bác em thanh toàn quốc nha. Em là Nguyễn Tuấn và người đồng hành cùng em là Victor Thụy. Hiện tại hai anh em đang trên đường vào xã Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh để thi công lắp đặt cho chị Tuyết. Tuyết chị có lấy cho mình với combo loa là đôi loa full B12 và con đẩy lên vang X2, một con súp F1800 và đồ và một con mic 321. Chị có lấy thêm cho mình một đôi chân gỗ. Hiện tại anh em đang đi đến hầm Tam Điện. Đây. Đi vào đến tầm khoảng 200 cây nữa, mời các bác đồng hành cùng em và Mr. Thụy nhé. Mời các bạn. Vâng, và sau một quãng thời gian di chuyển thì anh em Jessica đã có mặt tại nhà chị Tuyết đấy ạ. Và trước mặt chúng ta là con sông La đấy ạ. Vâng, và đây là chị Tuyết. Em chào chị nhá. Đây, nhà chị ở bên trong này. Đây, chị làm thuyền à? Không, đúng ạ. Bên lang như chị đang làm thuyền. Vâng, và đây là bên trong không gian nhà chị Tuyết. Đây là đôi loa B12, con đẩy 3X22 và con súp 340. Cái này bị dính thì là dính có con đi kia nó. Ở đây là bụng bích. Đôi loa full B12 và con đẩy liền vang X2, con mic 321 và con súp F1800. Đêm trăng thanh trao nhau lời hẹn ước, em có bằng lòng về Hà Tĩnh quê anh. Thank you.
sương hô lạnh nhẹ qua.